được nhật7.com. Chào tất cả anh em Cần Thủ. Hôm nay em tiếp tục lay một số con máy về cho anh em công. Máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha. Rồi anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, kết nối Zalo là 0794559193. Rồi đầu tiên em xin lay một lay cùng một con máy đây. Một con máy China xuất Nhật, dòng này là cấu nông. Dòng này là cấu nông nha, loại này là size 2000. Dòng này là mô bi sóng đổ tay tới phải nha, máy hoạt động rất mượt luôn. Rồi con này mã 1. Size theo máy 1000, size thật con này 2000, thích hợp cho anh em lưu relap. Máy thì còn rất đẹp nè. Chỉ bị bong bong chỗ này thôi. Rồi con này mã số 1 để anh em giá là 150k thôi nha, 150k mã 1, máy rất đẹp luôn. Xây theo máy 2000, xây thật là xây theo máy 1000, xây thật 2000. Tiếp tục mã số 2, mã số 2 là một con máy này, con này này nhỏ gọn nha. Con này như size là khoảng 100 thôi. Nhỏ xíu xíu về, thích hợp cho anh em câu ISO. Máy nhỏ xíu xíu nha, máy nhỏ xíu tiêu luôn. Phải bằng hai ngón tay của em thôi. Rồi. Con này mô vi sóng đổ tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt. Em này cũng là China xuất Nhật đời cao. Xuất Nhật China xuất Nhật đời cao nha. Em này là của thằng Suyumi. Rồi con này là mã số 2. Mã số 2 để anh em giá cũng 150k, mã số 2. Size là khoảng 100 thôi. Máy thì chạy rất đẹp, em luôn nha. Tay quay là rất cứng cáp này, tay quay cơ bắp rất cứng cáp này. Tay quay rất đẹp nghe. Mã 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một con máy cũng China xuất Nhật. Con này là size thương máy là 2000, size thật con này 3000. Cước số 3 vào được 110m. Nhưng mà cái cấu con này nó bị cũ rồi nè. Cũ đồ bông màu hết rồi nha. Rồi để anh em giá con này là, con này nó thiết kế rất nhỏ gọn nha. Rồi để anh em giá con này là 100k, Mã số 3 100k. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một con máy size thương máy 2000, Thái Lan xuất Nhật, Gatio là 5.5. Cấu nông này, cho anh em ra cước nhanh này, cấu nông này, máy sáng bông luôn nha, rất sáng đẹp nha. Rồi. Con này mã số 4. Mã số 4 để anh em giá con này là 300k, 300k hàng Thái Lan xuất Nhật, mã số 4. 300k nha. Loại này là mô vi sóng đổi tay tới phải, tay quay là kim loại, cối kim loại thân carbon. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là một con máy China xuất Nhật. Con này là nó size thêm máy là tầm khoảng 200 thôi, 500 này, nhưng mà nó nhỏ gọn như size khoảng 200 thôi. Gatio là 5.5, ước số 3 vào được 100m. Rồi con này size thêm máy 500, xe thật của nó cũng 500 là cùng, nhưng mà máy nhỏ gọn như size khoảng là 200 thôi nha. Rồi China xuất Nhật, con này giá 120k, mã số 5. Mã số 5 giá 120k nha. Anh em dễ mua dễ câu. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một con máy hàng nội địa Nhật, Ryobi Japan. Anh em biết hàng nội địa Nhật là rất là ngon rồi. Ryobi Japan, cối thân kim loại, cối carbon, tay quay kim loại, mô bi sóng đổ tay tới phải nha, mọi thứ hoạt động tốt hết. Rồi con này mã số 6. Mã số 6 con này xe thương máy 3000, xe thực của con này là 4000. Rồi để anh em giá con này là 400k, 400k mã số 6. Máy rất nhỏ gọn nha, cầm anh em cầm nắm cỡ ngày cũng khỏe này, khỏi phải mỗi tay. Mã số 6, 400k, Ryobi Japan, hàng nội địa.
Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một, cũng là một con China xuất Nhật. Size thứ mấy 2000 cấu nông này, cấu nông kết hợp cho anh em ra cước nhanh. Cước số con này là Gatio là 5.5. Cước số 4 vào, cước số 3 vào được 100m. Cước số 2 vào được 150m. Con này cũng mua bi sống đủ tay tới phải, máy hoạt động tốt. Rồi con này mã số 7. Mã số 7 cối nông, size thứ mấy 2000, size thật cũng 2000 luôn. Rồi để anh em giá con này là 160k, mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Số 8 là một con Thái Lan xuất Nhật. Con này là size thứ mấy 1000. Size thật con này là được tầm khoảng 2000, cước số 3 vào được 100m. Máy thì mới long lanh y như trong video đi luôn. Anh em được kiểm tra hoàn trước khi thanh toán nha. Máy sau là em giới thiệu y trong video, anh em ra ngò là y vậy luôn. Rồi, con này là mã số 8. Mã số 8 để anh em giá con này là 250k, Thái Lan xuất Nhật. Mã số 8, 250k, size thứ mấy 1000, size thật 2000. Mua pin sống đủ tay tới phải, mọi thứ hoạt động tốt hết. Gatio là 5.3. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một con máy Daiwa Japan. Daiwa Japan hàng nội địa Nhật. Trong này hàng nội địa Nhật nha. Cước số 6 vào được 180m. Cước số 5 vào được 220m và cước số 7 vào được 150m. Này, cước số 4 vào được 280m này. Con này phải tương đương size khoảng 7000 nha. 7000 mua pin sống đủ tay tới phải. Rồi. Con này để anh em giá là 900k nha. Size 7000, đây qua hàng nội địa nha. Con này mã số 9. Mua pin sống đủ tay tới phải, mọi thứ hợp động tốt hết. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một con máy Hàn Quốc xuất Nhật. Con này cước số 4 vào được 200m, cước số 5 vào được 150m, nhưng mà con này cấu nông nha. Con này cấu nông, con này tương đương là size khoảng là 7500, 8000 nha. Mua pin sống đủ tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt. Mua pin sống đủ tay trái phải, máy rất chắc chắn, Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi để anh em giá con này là 300k nha. Mã số 10 300k, size 7500. Tiếp tục của thằng Alpha Techco. Tiếp tục mã số 11. Để một chút. Sắp đau rồi. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 là một con hàng Olympic 93 Olympic nha, một con Olympic. Con này là check bên tay phải này. Con này là size tương ứng khoảng là cước số 10 vào được 200m. Con này tương đương với size khoảng 10.000 nha. Tương đương với size khoảng 10.000. Quay bên tay phải, mua bị sống đầu tay tay phải. Rồi. Con này để anh em giá rẻ là này, size 10.000. 10.000 nha. Rồi để anh em giá con này là 600k, mã 11, size 10.000. Mô vi sống tay check bên phải nha. Hàng Olympic Japan. Size 10.000. Tiếp tục Mã số 12. Mã số 12 là một con Thái Lan xuất Nhật. Con này có cái là nó hơi cũ kỹ. Con này là nó là nhựa carbon nguyên khấu của nó nha, chứ không phải là sơn, nên là nhìn nó hơi khá cũ. Rồi con này là size tầm khoảng là 5.000, size tầm khoảng 5.000 nha. Thông số cước của nó này,
Cước số 4 vào được 160 mét. Cước số 4 vào được 160 mét nha. Con này tương đương với size khoảng 5.000. Thân còn phun carbon, tay quay cũng carbon này. Nhưng tay quay cơ nên rất khó gãy nha. Rồi con này Thái Lan xuất nhập ngoại hình thì hơi cũ theo thời gian. Rồi để anh em con này giá là 300k thôi nha, 300k. Mã 12. Tiếp tục mã 13. Mã 13 là một con China xuất nhập đời cao. Con này là size thêm máy 1.500. Gatio là 5.2. Cước số 4 vào được 85m. Cước số 3 vào được 115m. Rồi con này em này là size tương đương với size khoảng là size thật khoảng 2.000. Thích hợp cho anh em lưu relop size thêm máy 1.000. Gatio là 5.2 đó, 5.2. Rồi con này mã 13. Mã 13 để anh em con này giá là 220k, 220k mã 13. Máy rất chắc chắn nha, thích hợp cho anh em lưu relop ngon á. Tiếp tục mã 14. 14 là một con máy nồi đồng cổ đá. Con này là size khoảng là 10.000, size khoảng 10.000 nha. Con này là hàng Daiwa nồi địa Nhật. Cái này con này đây qua hàng đầu địa Nhật nha. Mô pin sống đầu tay trái phải, máy thì hoạt động rất tốt, em mượt. Loại này là anh em câu đánh lục xa bờ, đánh biển, cẩu cá vô tư nha. Rồi em này size khoảng 10.000, máy rất mượt luôn. Mô pin sống đầu tay trái phải. Rồi em này có cốt cả trợ lực nữa nha anh em. Em này có cốt trợ lực nữa nè. Em này có cốt trợ lực nha. Rồi để anh em giá con này là 10.000, cốt trợ lực đánh biển. Đây qua hàng nội địa Nhật. Giá em này là, rồi giá em này là 900k, 900k, máy rất mượt luôn. Rồi em này mã 14, 900k. Tiếp tục mã 15. Mã 15 là một con máy Daiwa Thái Lan. Con này là cước số 4 vào được 100m. Rồi con này tương đương với size khoảng 4.000. Daiwa Thái Lan, mô pin sống đôi tay trái phải, thích hợp cho anh em lưu relap. Rồi máy thì hoạt động tốt, cối kim loại, tay quay kim loại, thân carbon. Daiwa Thái Lan một, có trầy xước những điểm nhăm nhăm chỗ này thôi, còn lại thì máy rất đẹp, xước như này thôi, sơ thôi. Còn lại ngoại hình như anh em nhìn ngang này rất đẹp luôn nha. Rồi em này mã 15, mã 15 size 4.000, 15 size 4.000, giá em này là 500k, 500k, mã 15. Mã 15 500k. Thái Lan xuất nhập, mua vi sóng đủ tay trái phải, máy chạy hoạt động tốt. Tiếp tục mã 16. Tiếp tục mã 16. 16 là một con China xuất nhập. Con này thì nó khá cũ rồi. Cấu thân thì nó còn rất mới nha, nhưng mà cái cấu nó thì nó nhìn rất cũ luôn. Rồi con này thì size hơi lớn á, China xuất nhập nha. Con này là cước số .37 vào được 130m, .33 vào được 180m. Rồi con này tương đương với size khoảng 6.000, tương đương với size khoảng 6.000 nha, China xuất nhập. Máy chạy thì êm mượt, một vi sóng đầu tay trái phải. Máy thì thân thì mới, nhưng mà cấu thì nó hơi cũ thôi. Rồi máy hoạt động tốt. Để anh em giá con này là 230k thôi, 230k nha. Máy rất lớn luôn, anh em đến xong đồ vô tư. Rồi em này mã 16. Tiếp tục mã 17. Mã 17 là một con máy đua chuột, đây qua hàng nội địa Nhật. Đây qua hàng nội địa Nhật nha. Đua chuột con này là size tương đương khoảng 5.000. Cước số 4 vào được 190m. Gatio là
Yatio con này là 5.3, rồi bui sóc đủ tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết. Bui sóc đủ tay trái phải nha, mọi thứ hoạt động tốt hết. Rồi em này mã 17, mã 17 để anh em giá con này là này, mã 17 đây qua hàng nội địa Nhật, phun carbon. Rồi để anh em giá con này là 500k. Con này thì nó còn khá đẹp khá mới nha. Mã 17. Tiếp tục mã 18. Mã 18 là một con máy China xuống Nhật, máy còn mới long lanh luôn, chưa xuống nước lần nào luôn á. Nên có chỉ bị trầy xước cho vận chuyển đi thôi. Rồi, con này mới long lanh, để anh em giá là xay theo máy là 1.000, xay thật khoảng 2.000. Rồi để anh em giá con này là 130k, 130k. Mã 18. Mã 18 130k nha. Máy mới long lanh luôn, như ngựa hình luôn, China xuất Nhật. 130k. Gatio là 4.8 à 5.0 nhé. Gatio là 5.0. Rồi tiếp tục là một con Shimano, con Shimano Malaysia, con này là Malaysia xuất Nhật nha, cước số 3 vào được 90m, còn con này xay thân máy 2.000, xay thực 2.000 luôn, đời cao ABS nha, con này đời cao ABS Malaysia xuất Nhật, cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại. Rồi em này mã 19, con này xay thương máy 2.000, xay thật cũng 2.000 luôn. Rồi để anh em giá con này là 550k, à, Shimano Malaysia xuất Nhật, máy chạy thì rất êm luôn, loại này anh em lưu ria lắp rất ngon này, bắt chắc cú luôn á, loại này tại cá lớn nè. Mã 19 550k và 500k. Rồi mã 20 là một con máy China xuất Nhật, con này là máy nhỏ gọn như size khoảng 100 thôi nha. Con này là có kế là nó bị bể cái giữ ở dưới nè, nhưng mà nó không ảnh hưởng nha. Mua viên sóng đôi tay trái phải, nhưng mà nó ghi trong này ghi size 1.000, nhưng mà thật ra nó chỉ nhỏ bằng 100 thôi. Gatio là 5.1. rồi con này China xuất Nhật, cối kim loại, tay quay là carbon, tay quay cũng rất vip, thì những kiểu tay quay rất lạ luôn này. Rồi con này rất ngon này, mua viên sóng đôi tay trái phải. Mã 20. Rồi em này mã 20 để anh em giá cái này là 150k. Rồi em đang tạm 20 con máy về cho anh em câu nha, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng 0794559193 nha. Chúc anh em là nhiều sức khỏe, câu lên được nhiều cá. Anh em đừng quên like và subscribe giúp em nha. Chào tạm biệt anh em. Anh em nhớ là đăng ký cái kênh của em á, để xem lên clip là anh em sẽ nhận được thông báo. Rồi anh em chốt nha. Rồi cảm ơn anh em ạ.